Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 168, chương 1091, nguy hiểm quan, nữ thi. Vương Quân Diệt kinh ngạc nhìn hai bên thung lũng thủy tinh quan. Vừa rồi tại sao mình không có chú ý tới? Không lẽ là mới xuất hiện? Chân mày nhíu chặt lại một chỗ. U minh sinh tử đạo, sự quỷ dị vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đều là những hiện cảnh ly kỳ cổ quái, thật sự là có chút mơ hồ. Vương Khả Khả ánh mắt vẫn còn nhìn cương thi, nhẹ giọng: Tiểu đệ, những cương thi này xử lý thế nào? Nghe như vậy, Vương Quân Diệt hít sâu một hơi chậm rãi: Chị, hai chúng ta xuất thủ, có thể đem tiêu diệt toàn bộ được cương thi không? Vương Khả Khả nhẹ giọng: Nhìn một chút những cương thi này có vẻ là không có lợi hại, nhưng u minh sinh tử đạo quỷ dị, ta không dám chắc đâu. Là như vậy đó. Vương Quân Diệt thở dài: Không làm được, vậy thì chúng ta đi, đến những nơi khác cứu người. Sau đó trầm mặc một hồi, hai chị em nhảy xuống khỏi tảng đá, xoay người rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng khóc. Hai người quay đầu nhìn lại, lắng nghe xem tiếng khóc từ đâu truyền đến. Tiếng khóc này thật sự là làm cho tan nát tâm can, thảm thiết vô cùng. Trong khoảnh khắc, Vương Khả Khả nói nhỏ: Tại sao ta cảm giác như là âm thanh từ trong một đầu khác của sơn cốc truyền đến? Có lẽ là như vậy đó. Vậy ở bên trong sơn cốc còn có người sống? Vương Khả Khả cảm thấy bất khả tư nghị. Có nhiều cương thi ở trong sơn cốc như vậy, ví dụ như trong sơn cốc thật sự có người còn sống, vậy người này nhất định là có bản lĩnh, bằng không đối mặt với nhiều cương thi như vậy thì đã sớm muộn bị xé nát. Em cũng cảm thấy kỳ quái, nhiều cương thi như vậy trong sơn cốc, làm sao có người có thể sống? Có nên đi vào xem hay không? Nghe vậy, Vương Quân Diệt suy tính một chút rồi gật đầu: Đi vào xem một chút, chúng ta không thể cứ bỏ đi như vậy, vô luận như thế nào cũng sẽ áy náy với lương tâm. Ngươi nói đúng đó. Đang nói chuyện, Vương Quân Diệt lấy từ bên hông ra một đạo mê hồn sát quan phù, niệm chú ngữ đem linh phù phóng ra. Linh phù xoay vòng ở giữa sơn cốc, lập tức thu hút sự chú ý của bọn cương thi. Hống một tiếng, tiếng gào như dã thú, từng con cương thi trong sơn cốc chồm tới. Đôi mắt xinh đẹp của Vương Khả Khả nghi ngờ: Cương thi làm sao vậy? Làm dùng mê hồn sát quan phủ tạm thời đem bao vây những cương thi này lại. Nói xong phất tay một cái, hai chị em nhảy lên trên tảng đá lớn, thân hình rơi xuống giữa đàn cương thi, lập tức chạy như bay, đi theo bước chân huyền diệu tiến lên qua đám cương thi. Vương Quân Diệt lấy ra chấn thi phủ, không ngừng dán lên ót những con cương thi. Chẳng qua chấn thi phủ dán lên còn chưa có một phút đồng hồ đã bốc cháy bùng bùng. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt cũng không uổng phí sức lực nữa, rất nhanh chạy tới đầu kia của sơn cốc. Hai chị em tỉ mỉ tìm kiếm, thế nhưng tìm 10 phút không thấy một đạo thân ảnh nào, chỉ có tiếng khóc vẫn vang lên không ngừng. Mỗi một lần men theo tiếng khóc đi tìm đến chỗ đó thì âm thanh lại biến mất, thế nhưng trong chốc lát lại vang lên ở một đầu kia. Vương Quân Diệt dừng bước, cũng không định tìm nữa, ngẩng lên ánh mắt nhìn vào hai bên sơn cốc, chân mày nhíu chặt: Tiểu đệ, ngươi thấy gì vậy? Vương Quân Diệt chỉ hai bên vách đá nhẹ giọng: Em hoài nghi, vừa rồi tiếng khóc là từ trên vách đá truyền xuống.
Vương Khả Khả chân mày nhíu lại. Nhưng âm thanh đâu có phải là truyền từ phía trên. Vương Quân Diệt không trả lời nàng, tự mình đi tới bên dưới vách đá. Trước mắt là một tảng đá lớn. Lãnh Hàn kiếm vung lên đem chém nát tảng đá. Khối đá vỡ nát lộ ra phía sau. Vương Khả Khả đi tới kiểm tra, phát hiện trong vách núi có một cái thông đạo tựa hồ như là nối liền hai bên sơn cốc. Ngươi làm sao mà biết? Em kỳ quái, vừa rồi tiếng khóc rõ ràng là từ một nơi truyền tới. Em nghi là ở đây có liên quan. Đi lên kiểm tra một chút. Nhìn độ cao của vách đá, Vương Quân Diệt tâm lý mơ hồ sợ hãi. Khoảng cách xuống đáy cốc có thể đến 30-40 mét, thậm chí đến 50 mét, không có chỗ mà đặt chân. Vách đá dường như là khảm nạm ở trên đây, rất cao, không thể đi. Để ta thử một chút. Vương Khả Khả đi lên. Vương Quân Diệt gật đầu. Chị cẩn thận đó. Yên tâm, ta không sao. Vương Khả Khả mỉm cười, hít sâu một chút, lập tức vận linh lực, bàn chân dẫm mạnh lên trên vách đá, hướng thẳng lên chỗ cánh cửa kia. Phóng đi. Nàng rất nhanh lên tới trên cửa. Cánh cửa nhỏ bé, ở bên trong hình như có một người đang nằm. Cái đầu nhìn sang cũng không thấy rõ gì cả. Tâm lý cảm thấy kỳ quái, chậm rãi ngồi xổm người, cẩn thận từng ly từng tí đem cái quan tài ở trong cái cửa nhỏ mở ra. Quan tài mở ra một nửa, nhìn rõ bên trong là gì. Một nữ thi mặc đồ màu đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trên bụng, khuôn mặt an tĩnh. Vương Khả Khả đưa tay thăm dò, phát hiện ra nữ thi này không có hô hấp, nhẹ thở phào. Vương Quân Diệt nhìn chừng chừng ở trên, thấy Vương Khả Khả run rẩy vội vàng hỏi. Tỷ tỷ, thấy cái gì vậy? Không có gì, chỉ là một nữ thi. Nữ thi? Vương Quân Diệt nhướng mày. Tại sao em không thấy? Ta cũng kỳ quái, ở bên trên mặc dù nhìn không rõ, nhưng từ trong vào xem lại có thể phát hiện ra nữ thi. Nghe vậy, Vương Quân Diệt vội vàng hô lên. Tỷ tỷ, mau xuống đi. Không sao, nữ thi không thở. Chị nghe em đi, mau xuống đi. Nữ thi này vốn rất kỳ quái, cũng là chuyện không ổn đâu. Vương Khả Khả gật đầu, cẩn thận đem nắp quan tài đậy lại. Bỗng nhiên, nắp quan tài khép lại, nàng nghe được tiếng cười nhàn nhạt, trong lòng cả kinh. Nhãn thần ngưng trọng, nhìn lại một chút. Không nhìn thì thôi, nhìn vào thì bị dọa cho giật cả mình. Nữ thi trong quan tài, chẳng biết từ bao giờ, đã mở trừng mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà ác, đang nhìn chằm chằm vào Vương Khả Khả. Vương Khả Khả căng thẳng, muốn đẹp nắp quan tài đậy lại. Ai ngờ cánh tay của nữ thi vươn ra chống lên nắp quan tài. Vương Khả Khả ngọc trưởng vỗ lên thân của nữ thi. Nữ thi bất vi sở động, móng tay mọc dài, khuôn mặt thanh tú cũng bắt đầu hư thối. Nhìn một màn này, hai chân của Vương Khả Khả dẫm mạnh, muốn đánh rụng cái nắp quan tài này xuống. Nhưng vô luận nàng dùng lực như thế nào, quan tài vẫn không có nhúc nhích, thân thể lui lại đằng sau. Trong một thoáng, hai tay vỗ mạnh lên trên nắp quan tài. Hét thảm một tiếng, hai tay của nữ thi rụt vào bên trong. Vương Quân Diệt lo lắng quá, rất sợ Vương Khả Khả xảy ra chuyện. Nhưng mà mặt đá trơn tuồn tuột, không có chỗ đặt chân, hắn không có biện pháp. Nắp quan tài khép lại, Vương Khả Khả thở phào một tiếng. Chị, mau đi xuống đi. Vương Khả Khả tựa hồ như không nghe được lời Vương Quân Diệt nói, đỡ quan tài, cẩn thận nghiêng đầu vào bên trong. Có thấy khe hở, nhãn thần đông lại. Ở trong vách đá có hai cánh tay, móng tay thật dài, thò vào túm chặt lấy quan tài. Vương Khả Khả kinh hãi. Quan tài bất động là do nguyên nhân này. Nàng mặc dù không hiểu về đạo thuật, nhưng tu vi đã đạt đến thánh vị. Thấy quan tài là ai, tu vi cao bao nhiêu. Chương 1092, Vương Hậu xinh đẹp, phần 1. Đôi tay trước mắt gầy gò tái nhợt, ở bên ngoài quanh quẩn thi khí. Chẳng qua Vương Khả Khả cũng không có dám coi thường. Nàng hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn xuống hàng trăm con cương thi ở trong sơn cốc, thầm nghĩ hàng trăm con cương thi này thi khí hầu như mờ nhạt, nhưng con cương thi trước mắt tuy thi khí rất nhạt nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cho nên nếu như con cương thi này nắm lấy quan tài như vậy, tu vi tuyệt đối không đơn giản. Chị, nhìn thấy cái gì vậy chị? Vương Quân Diệt hô to một tiếng. Vương Khả Khả cúi đầu nhìn Vương Quân Diệt, chỉ cương thi trong sơn cốc, rồi chỉ cái quan tài đằng sau.
Thấy một màn này, Vương Quân Diệt lập tức hiểu ý của nàng. Tu vi cao bao nhiêu? Vương Khả Khả lắc đầu. Vương Quân Diệt lại hô: Chị, trước hết xuống rồi tính. Nghe vậy, Vương Khả Khả cẩn thận từng ly từng tí, nhìn liếc mắt vào trong khe hở của cái quan tài, sau đó vận linh lực dẫm vào thạch bích phóng xuống sơn cốc. Sau khi ổn định thân hình, hít sâu một hơi, đi nhanh đến bên cạnh người của Vương Quân Diệt. Tiểu đệ, là cương thi giữ lấy quan tài. Vương Quân Diệt gật đầu. Nữ thi ở trong quan tài như thế nào? Ta cũng không rõ. Vừa rồi thời điểm ta đậy nắp quan tài, hẳn là cũng đã ảnh hưởng đến nữ thi. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhẹ giọng: Nữ thi trong quan tài hẳn là không có bị thương đâu. Hơn nữa em cho rằng là chúng ta đã đánh thức bọn họ. Vì sao? Vương Khả Khả không rõ. Vương Quân Diệt khụt khịt: Là nhân khí. Chúng ta vừa rồi đứng ở trên tảng đá của sơn cốc, ở phía trên quan tài kia, nữ thì đã cảm giác được nhân khí của chúng ta. Ta không hiểu. Vừa rồi thời điểm ta nhìn thấy nữ thi, nàng vẫn còn nhắm mắt. Chết mà không nhắm mắt là yêu. Vương Quân Diệt cười khổ một tiếng: Chị, chúng ta mau rời khỏi đây. Cường thì đang bị vây khốn trong mê hồn sát quan phủ, thời gian cũng không được lâu. Hơn nữa, tu vi của nữ thi này như thế nào chúng ta không biết. Không cần phải nói Cường thì đang giữ lấy quan tài nữa. Phải biết rằng chị có tu vi thánh vị, nhưng mà nếu mà ở trong quan tài này nó vẫn giữ vững được như vậy thì chắc chắn tu vi cũng không có tầm thường đâu. Chỉ bằng điểm ấy, em cũng không thể nghi ngờ kẻ đang giữ quan tài kia là thi vương đó. Thi vương? Vương Khả Khả sợ hãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên quan tài. Thực sự là cũng như Vương Quân Diệt nói, bọn họ đã đánh thức nữ thi trong quan tài dậy, nắm lấy quan tài lại là thi vương. Đang không có cách nào, nàng cho rằng nếu như ở đây rất có thể bị cương thi xé xác. Nhãn thần của Vương Quân Diệt ngưng trọng, nhìn lên quan tài trầm giọng. Vương Khả Khả gật đầu, lập tức đi ra cửa sơn cốc. Muốn đi, đã tới mà lại đi, vậy không coi ta ra gì sao? Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên. Bước chân của hai chị em chậm lại, nhìn nhau cảm thấy có chút không ổn. Bọn họ còn chưa kịp mở miệng, quan tài mở ra, nắp quan tài đập mạnh vào vách đá, giống như tiếng sấm sét nổ. Hai người lỗ tai đều có chút lùng bùng. Nhìn một màn này, hai chị em không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng im tại chỗ, cặp thân thể căng thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiếng cười lạnh lùng làm cho người ta nổi gai ốc truyền đến trong tai. Ở bên trong dư quang, nữ thi kia bay xuống sơn cốc, sau đó đi tới thung lũng. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, cầm lãnh hàn kiếm chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn sâu trong thung lũng. Thấy động tác của Vương Quân Diệt, Vương Khả Khả cũng quay lại. Khi nhìn thấy dáng dấp thì sửng sốt. Một cái bia mộ rất lớn, tất nhiên là một tòa cổ mộ. Âm thanh vừa nói ra từ trong cổ mộ truyền đến. Ở hai bên cổ mộ có bốn đạo thân ảnh đang đứng, mặc quan phục cổ đại. Một thân quanh quẩn thi khí như có như không, hai cánh tay đưa lên thẳng tắp, cơ thể cứng ngắc lao về phía trước, tựa hồ như đang nghiêng tiếp người nào đó. Dưới con mắt nghi hoặc, mộ bia bắt đầu xuất hiện một cỗ kiệu. Người đang khênh kiệu không phải là người, mà chính là nữ thi ở trong quan tài. Bốn nữ thi nhân đang đứng trước mộ bia. Vương Quân Diệt con mắt híp định thần nhìn lại. Cỗ kiệu kia có che một tấm lụa mỏng, loáng thoáng có thể nhìn ra đường nét người đang ngồi ở bên trong. Là mặc quần dài, đầu đội phượng sai, khí chất phi phàm. Đây là Vương Quân Diệt cảm giác thấy. Các ngươi là ai? Lại dám động chạm vào cổ mộ? Nữ thì đôi mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm băng lãnh nói: Là cổ mộ của Vương Hậu. Vương Quân Diệt nhìn vào trong bia mộ, sau đó đánh giá. Nàng chính là Vương Hậu. Lớn mật! Nữ thì thấy Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm vào kiệu của Vương Hậu, giận tím mặt, cánh tay vung lên, một mảnh vải bắn tới. Vương Quân Diệt cả kinh, lãnh hàn kiếm nhất chuyển, tỏa ra kiếm hoa, đem mảnh vải chém thành từng mảnh nhỏ. Nữ thì nhìn một màn này,
Bước chân bước tới một bước, thân thể nhỏ bé yếu ớt lại bộc phát ra thi khí kinh nhân. Vương Quân Diệt nhãn thần ngưng trọng, lãnh hàn kiếm giơ lên chuẩn bị cùng liều mạng. Đúng lúc này, ở trong kiệu của Vương Hậu lên tiếng: "Quay lại." Chỉ là hai chữ đơn giản mang theo uy nghiêm không thể cãi. Nữ thi lùi lại về chỗ cũ cung kính. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cánh tay cũng buông xuống. Trong giây lát, một trận gió thổi tới. Vương Quân Diệt chỉ thấy cái cỗ màn che kiệu vung lên, sau đó dưới con mắt khiếp sợ nhìn đạo thân ảnh. Nàng cũng đang quan sát lãnh hàn kiếm trong tay của hắn. Lãnh hàn kiếm không biết đã ở trong tay của nàng trong một giây lát. Là một thanh bảo kiếm. Trả kiếm lại cho ta. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm Vương Hậu, trầm giọng. Vương Hậu này khuôn mặt tinh xảo, vóc người lại càng tuyệt vời. Đôi mắt sâu thăm thẳm, câu hồn, đoạt phách người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Vương Hậu cũng không có chú ý, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào một khắc kia, cảm giác như tâm thần của Vương Quân Diệt thất thủ. Khóe miệng của nàng chứa đựng một nụ cười nhạt, nhẹ giọng: "Đây là kiếm của ngươi." "Không sai." "Tiểu đạo sĩ, tu vi của ngươi chỉ có một chút này mà lại dùng bảo kiếm, thật là phí." Nghe nói như vậy, sắc mặt của Vương Quân Diệt cũng khó chịu. "Ngươi có ý gì?" "Có ý gì? Tiểu đạo sĩ, ngươi đang giả ngu sao? Ý của ta rất rõ, chính là khinh thường ngươi." Vương Hậu cười tà mị, không khỏi làm cho người ta kinh ngạc. Nói ra, Vương Quân Diệt cũng không có sai, cái loại người này bá đạo. Vương Quân Diệt cười lạnh: "Ta không cần ngươi coi thường." "Rất có tính khí." Vương Quân Diệt bước lên một bước, thân hình quỷ dị xuất hiện. Hắn chỉ còn cách Vương Hậu kia mấy centimet. Vương Hậu kia tiếng thở hắn cũng cảm thấy rất rõ. Vương Hậu cười tà mị, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt của hắn. "Tiểu đạo sĩ, dung mạo của ngươi rất anh tuấn, bản Vương Hậu rất thích." Vương Quân Diệt trợn mắt, bị lời này của nàng làm cho khiếp sợ. Chẳng qua hắn rất nhanh khôi phục lại tâm tình, từ trong đầu suy nghĩ Vương Hậu này đến tột cùng là ai, không lẽ lại là Võ Tắc Thiên. Chương 1093, Vương Hậu xinh đẹp phần 2. Mới gặp mặt nói hai câu suýt chút nữa làm cho Vương Quân Diệt nghẹn chết. "Sao, nhìn dáng dấp của ngươi khiếp sợ." Vương Hậu rất tự nhiên nói: "Tiểu đạo sĩ, bổn vương để ý khí phúc của ngươi vẫn còn, đừng có mất hứng như vậy. Đây cũng là phúc phận của ngươi khi được bổn hậu để ý đến." Nghe như vậy, Vương Quân Diệt cười lạnh: "Ngươi thích thì thích, nhưng ta không thích." "Ồ." Vương Hậu trù cái môi đỏ mọng, lông mày nhíu lại: "Ngươi tại sao lại nói như vậy?" Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Vương Hậu, chậm rãi: "Ngươi nhìn xem, ở trên lãnh hàn kiếm, ngươi cầm lãnh hàn kiếm càng lâu thì phát hiện ra lực lượng của lãnh hàn kiếm càng yếu, cho nên..." Vương Hậu lời còn chưa nói hết lại cười một tiếng: "Tiểu đạo sĩ, ngươi cũng không ngốc." Vương Quân Diệt trợn mắt, tâm lý cũng càng cảm thấy kỳ quái. Vì sao chị gái của mình cũng không nói một câu, nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện thân thể của Vương Khả Khả không nhúc nhích đứng tại chỗ. Vương Hậu nhẹ giọng: "Nàng là cái gì của ngươi?" "Là chị gái của ta." "Như vậy đi, bằng không bản vương cùng thu các người vào hậu cung, sủng hạnh các người." Vương Quân Diệt âm trầm: "Chú ý lời nói một chút." "Sao, ngươi tức giận à?" Vương Hậu nhàn nhạt nói: "Bổn hậu sủng hạnh ngươi là phúc của ngươi. Tiểu đạo sĩ, ngươi đàng hoàng làm vương của hậu đi. Nếu như còn có tâm tư khác, bản hậu moi tim ngươi ra." "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Ngươi đoán xem." Vương Quân Diệt bĩu môi, trong lòng nghĩ: "Nếu như ta nói ngươi chính là một phong bà tử." Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói: "Ngươi là Võ Tắc Thiên."
Vương Hậu lắc đầu nhẹ nhàng. Ngươi nhìn ta trẻ trung xinh đẹp, làm sao lại có thể là lão yêu bà Võ Tắc Thiên? Ngươi không phải là Võ Tắc Thiên thì là ai? Theo ta được biết, trong lịch sử chỉ có một Võ Tắc Thiên vừa yêu nam vừa yêu nữ. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Vương Hậu lạnh lùng. Ngươi nói ta là loại thái giám sao? Vương Quân Diệt cũng nhún nhún vai. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì nghĩ. Sắc mặt của Vương Hậu giãn ra, nhẹ giọng. Ngươi nếu như muốn biết ta là ai, vậy bằng lòng làm hậu cho ta. Vương Quân Diệt lắc đầu kiên định. Không có đâu. Thật sự không sao? Không. Con mắt của Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm vào Vương Hậu, gằn từng chữ. Phanh một tiếng, không nói nhiều, Vương Hậu căn bản không mở miệng. Ngọc trưởng đánh thẳng vào ngực Vương Quân Diệt, đánh văng hắn ra ngoài. Vương Quân Diệt ngã trên mặt đất, ngực nặng nề, hô hấp khó khăn. Lúc này, mê hồn sát quan phủ pháp lực tiêu hết, từng con cương thi điên cuồng gào thét, nhào lên phía hắn. Hắn đứng lên, nhưng thân thể không theo sai khiến. Vương Hậu bàn chân dẫm mạnh, một khí thế ập tới, từng con cương thi lập tức dừng lại, thân thể run rẩy đứng im tại chỗ không dám di chuyển. Qua 3-4 phút đồng hồ, Vương Quân Diệt rốt cục cũng đứng lên, bộ dáng khó chịu khó khăn, ánh mắt kiên định không rời nhìn Vương Hậu. Người có bản lĩnh thì giết ta đi. Giết ngươi ta không nỡ. Vương Hậu ngoài miệng nói vậy nhưng lại hạ thủ không hề lưu tình, bàn tay ấn trên bả vai của Vương Quân Diệt nhẹ nhàng vỗ. Một khe tuyết nứt ra, hắn cả nửa người lún xuống. Khóe miệng của nàng nổi lên một nụ cười tà ý. Ta hỏi lại lần cuối, ngươi có đồng ý hay không? Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Tốt, vậy bổn hậu thành toàn cho ngươi. Vương Hậu một thân bạo phát, lập tức sơn cốc bão cát đá lăn, làm cho Vương Quân Diệt không mở nổi mắt. Vương Hậu nâng một chân dẫm lên đỉnh đầu của Vương Quân Diệt. Đúng lúc này, lãnh hàn kiếm đang ở trong tay của nàng phát sinh từng đợt kiếm ngân ong ong. Vương Hậu cúi đầu nhìn, bàn chân dậm mạnh, lãnh hàn kiếm bay ra khỏi tay, bay trên đỉnh đầu của Vương Quân Diệt, khí thế tỏa ra ngăn trở Vương Hậu. Nàng nhìn chằm chằm lãnh hàn kiếm. Lại còn biết hộ chủ. Tốt, ta sẽ xem là ta lợi hại hay thanh kiếm vô tri này lợi hại. Lãnh hàn kiếm tựa như đang nghe thấy Vương Hậu muốn gây hấn, thân kiếm rung lên bắn tới Vương Hậu. Vương Hậu chân điểm hư không bay tới. Trong thời gian này rất nhanh, tốc độ của lãnh hàn kiếm cũng không đuổi kịp Vương Hậu. Trong chớp mắt, hai bên đuổi rượt lẫn nhau. Thấy vậy, Vương Hậu thân hình ổn định giữa không trung, ống tay áo vung lên, khí thế mạnh mẽ đè xuống lãnh hàn kiếm. Lãnh hàn kiếm không ngừng run rẩy, kiếm khí sắc bén bắt đầu ăn mòn khí tức của Vương Hậu đang bạo phát. Đột nhiên, lãnh hàn kiếm di chuyển, sắc mặt của Vương Hậu biến đổi, thân thể lui lại bên cạnh, chẳng qua vẫn chậm lấy một chút. Cánh tay của nàng bị lãnh hàn kiếm chém ra một vết, tiên huyết đỏ sậm tràn ra. Lãnh hàn kiếm thừa cơ truy kích, kiếm phong lần một lần nữa bắn tới, chém xuống phía nàng. Vương Hậu nghiến răng kèn kẹt, cánh tay giơ lên, gắt gao đỡ lấy lãnh hàn kiếm. Chẳng qua nàng chỉ kiên trì được mấy giây, trên thân lãnh hàn kiếm xuất hiện một cái bóng mờ. Tay phải vung lên, lãnh hàn kiếm bộc phát ra kiếm khí sắc bén, trực tiếp chặt đứt cánh tay của Vương Hậu. Sau đó ầm ầm bổ xuống đầu của nàng. Vương Hậu kêu lên thảm thiết, khí thế của lãnh hàn kiếm toàn bộ khai hỏa, đem nàng áp xuống mặt đất. Mặt đất nổ tung, Vương Hậu chỉ còn thừa cái đầu ở bên ngoài. Lãnh hàn kiếm bay giữa không trung, kiếm phong nhất chuyển, sau đó cắm ở trước mặt của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cảm giác không tự chủ được vọt ra ngoài, linh lực vận chuyển đến cực hạn, cố gắng bỏ đi hơn một phút đồng hồ, hắn mới bỏ ra được. Cầm lấy lãnh hàn kiếm, đi tới trước Vương Hậu. Đến nước này, Vương Hậu vẫn mạnh miệng. Người dám giết ta? Ta làm sao không dám? Tiểu đạo sĩ, người không nhìn xem người đang ở đâu? Giết ta, người chạy được sao? Nghe vậy, Vương Quân Diệt ngẩng đầu, nhìn tám đạo thân ảnh trên bia mộ. Muốn nói hắn tuyệt đối không có khả năng đánh thắng tám con cương thi kia. Đừng nói chi, đằng sau còn có trên 100 con cương thi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng khó xử. Vương Quân Diệt lạnh lùng, trầm giọng
chờ một chút sẽ thu thập ngươi. Nói xong, đi đến bên cạnh Vương Khả Khả, kiếm chỉ điểm lên đại huyệt trên người nàng. Thấy một màn này, con mắt của Vương Hậu lóe lên nghi ngờ. Làm sao mà hắn biết mình đã phong bế kỳ kinh bát mạch của cô gái này? Vương Khả Khả được cởi bỏ phong ấn, nàng bủn rủn. Vương Quân Diệt hỏi: "Chị không sao chứ?" "Ta không sao. Vừa rồi bà ta làm sao lại phong bế kỳ kinh bát mạch của chị?" Vương Khả Khả cười khổ: "Tốc độ của nàng quá nhanh, ta không kịp phản ứng, bị trấn trụ huyệt đạo." "Vậy sao? Tiểu đệ, ngươi có biết thân phận của nàng không?" Vương Quân Diệt lắc đầu: "Em không biết. Vừa rồi nói chuyện với nàng, em cảm giác nàng rất giống Võ Tắc Thiên." "Vì sao?" Vương Quân Diệt đỏ mặt: "Chị không nên hỏi những thứ này." Nhìn thấy dáng dấp của Vương Quân Diệt, Vương Khả Khả mỉm cười: "Xem ra ngươi và nàng nói một số chuyện không thể nghe." "Cũng không phải là không được nghe, chính là nghe vào thì mất mặt đó." "Vậy ngươi nói đi." Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, ấp úng: Nàng nói em về trong hậu cung phục vụ nàng đó." Chương 1094 Sơn Hà Đồ phần 1. Thật. Đôi mắt đẹp của Vương Khả Khả xẹt qua vẻ kinh ngạc. Vương Quân Diệt trợn mắt một cái: Chị nói lời này là có ý gì vậy?" "Không có ý gì, chỉ là ta thuận miệng hỏi một chút thôi." "Hay, được rồi." Hai chị em đi tới trước mặt của Vương Hậu. Nhìn Vương Hậu xinh đẹp, Vương Quân Diệt có chút cũng không có xuống tay được, liền nhìn về phía Vương Khả Khả: "Chị, hay là chị tới ra tay kết thúc nàng đi." Nghe như vậy, Vương Khả Khả lắc đầu: "Tiểu đệ, không thể giết nàng được." "Vì sao không thể giết?" Vương Khả Khả chỉ tám thân ảnh trước bia mộ, rồi quay mắt nhìn đám cương thi ở đằng sau, chậm rãi: "Nếu như chúng ta động thủ giết nàng, nhất định sẽ làm tức giận mấy người kia. Hơn nữa, còn ở đằng sau có hơn 100 con cương thi, ngươi xác định đối phó được không?" "Không thể, nhưng mà nàng thật sự không có để lại được." Vương Khả Khả nhẹ giọng: "Tiểu đệ, nàng tuy là vũ nhục ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nên gấp gáp. Mà nói không chừng, ta có thể từ trong miệng nàng có được một chút tin tức đấy." Nghe như vậy, Vương Quân Diệt cũng trợn mắt, không cao hứng: "Chị, cái gì gọi là vũ nhục em?" Vương Khả Khả che miệng cười: Chị có thể không cười được không? Chị mà cười là em cảm thấy chị đang cười em đó." "Thôi được rồi, không cười là ta nói chính sự." Vương Khả Khả ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn vào trên người của Vương Hậu: "Ta hy vọng ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai, bằng không tiểu đệ của ta cầm lãnh hàn kiếm kia sẽ không có lưu tình đâu." Trên mặt của Vương Hậu mỉm cười nhàn nhạt, một đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt trực tiếp bị nàng làm cho cạn lời, đầu quay sang một hướng khác không thèm nhìn nàng. Thấy vậy, Vương Hậu thở dài, trên mặt đổi thành biểu tình đau thương: "Ta thật sự làm cho người ta ghét sao?" Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, đè nặng tức giận trong lòng, quay đầu lại nhìn thẳng vào Vương Hậu lạnh lùng: "Người có thấy phiền hay không?" "Được rồi, ta không nói nữa." Vương Hậu thương tâm nức nở hai tiếng. Vương Khả Khả vẻ mặt mê man, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đã biết tiểu đệ của mình thật sự lại có nhân duyên với nữ nhân như vậy. "Chị nhìn em làm gì, nhanh nhanh hỏi sự tình đi." Được rồi. Vương Khả Khả gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Vương Hậu, nhẹ giọng: "Ta cho người cơ hội đi, nói hết sự tình ra." "Ta muốn hắn hỏi." Vương Hậu cầu xin nhìn Vương Khả Khả. Vương Khả Khả hướng Vương Quân Diệt nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Vương Quân Diệt vô cùng khó chịu: "Ngươi bây giờ là tù nhân, còn dám đưa ra yêu cầu?" "Vậy được rồi, ta nói hết." "Ngươi..." "Tiểu đệ, ngươi chịu khó để nàng nói." Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Hậu: "Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi là ai?" "Ta là Chu Nga Hoàng." "Là ai?" Vương Quân Diệt có chút không dám tin, không dám tin tưởng, liền hỏi gặng lại: "Là Chu Nga Hoàng." Vương Hậu nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt nói rõ. Vương Quân Diệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, trên mắt tràn đầy khiếp sợ.
Vương Khả Khả cũng cảm thấy kỳ quái, cái danh tự này rất bình thường, Vương Quân Diệt tại sao lại phản ứng như vậy? Tiểu đệ, Chu Ngao Hoàng là ai vậy? Vương Quân Diệt cười khổ một tiếng, chị đừng có nói vội, nàng thực sự là một vương hậu đó. Sau đó Vương Quân Diệt nhẹ giọng, chờ ta xác nhận một chút. Nói xong, nhìn về phía vương hậu, vương hậu chậm rãi. Đúng như người nghĩ, chồng của ta là Lý Hậu, Chu Lý Dục. Không nghĩ đến, ngươi lại là hoàng hậu của Lý Dục. Khó trách, ngươi trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy. Nói đến đây, Vương Quân Diệt bỗng nhiên dừng lại. Chẳng qua trong sử sách ghi chép, Chu gia Nga Hoàng hiền thục. Ngươi, tại sao vừa gặp người đã muốn thu vào hậu cung để làm vương hậu? Xem ra, trên thân thể của ngươi đã phát sinh ra bí mật gì đó. Tiểu đệ Chu Nga Hoàng là ai? Vương Khả Khả nhẹ giọng. Chu Nga Hoàng là thời Tư Đồ Chu Tông trưởng nữ, lúc 19 tuổi đã vào cung làm phi, đạt được hậu chủ, được Lý Dục ân sủng. Năm Kiến Long thứ hai, Lý Dục kế vị, sắc phong Chu Nga Hoàng là quốc hậu. Năm Càn Đức thứ hai, Chu Nga Hoàng chết vì bạo bệnh. Sau đó họ được chôn ở Ý Lăng, trong lịch sử được ghi lại ở thời đại Chu thứ hai phía sau đó. Dừng một chút, nhớ lại, Vương Quân Diệt lại nói, Chu Ngao Hoàng khi còn sống là một đời tài nữ, thi từ ca phú, tinh thông mọi thứ, Lý Dục cực kỳ ưng sủng nàng. Nhưng tất cả sự tình cũng không có hoàn mỹ. Con trai của nàng năm 4 tuổi chơi đùa trong cung điện, đụng đổ đèn lưu ly, con trai của nàng kinh hãi thành bệnh, cuối cùng chết yểu. Chính cô ta thương tâm không ngớt, bệnh tình càng nặng, năm sau cũng qua đời. Hay, nghe người nói như vậy, ta cảm thấy nàng cũng thật đáng thương mà. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận đó. Tiểu đệ, ngươi không thể nói tốt một chút sao? Vương Quân Diệt buông tay, lời này vốn là không sai. Trên đời này người đáng thương rất nhiều, làm sao mà chúng ta hảo tâm thương hết được. Được rồi, ngươi luôn đúng. Là như vậy mà. Vương Quân Diệt nhìn về phía Chu Nga Hoàng, ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Ta, chuyện cũ khó nói. Nói đi. Chu Nga Hoàng thở dài, chậm rãi. Sau khi ta qua đời, hồn phách không đến địa phủ đầu thai chuyển thế, mà vẫn theo bên cạnh phu quân. Phu quân mặc dù sủng ái, nhưng cũng không kịp thi từ. Hắn cho tới bây giờ cũng không phát hiện ta kỳ thực vẫn luôn bên cạnh hắn. Vương Quân Diệt bĩu môi, khẳng định là khoác lác. Lý hậu chủ dù nói như thế nào cũng là một hoàng đế, ngươi là một con quỷ, làm sao có thể vào trong hoàng cung? Chu Nga Hoàng nhẹ giọng. Về sau quốc phá gia hủy, phu quân cũng chết, nhưng hắn trước đó dù sao cũng là hoàng đế, cho dù chết đãi ngộ cũng khác ta. Ta tận mắt thấy Hắc Bạch Vô Thường Ngưu Đầu Mã Diện đưa hắn đi địa phủ. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nghĩ thầm, nhất định là tìm Lý Dục tính sổ, bằng không làm sao lại xuất động đến bốn âm soái. Sau đó thì sao? Sau đó ta định đi địa phủ tìm phu quân. Lúc đầu ta nhìn lại thi thể của mình, phải đi địa phủ luân hồi. Nhưng khi ta đến mộ của mình, ta lại nhìn thấy, ta nhìn thấy. Chu Nga Hoàng nghe đến đây thì thương tâm khóc lóc. Vương Khả Khả không đành lòng, giúp nàng lau nước mắt. Ta thấy hai tên đạo mộ tặc đang khinh nhẫn thi thể của ta. Không thể nào, người đã chết lâu như vậy, thi thể còn không có thành bạch cốt, ít nhất là cũng phải hư thối rồi chứ. Chu Nga Hoàng lắc đầu. Phu quân cực kỳ yêu thương ta. Sau khi ta chết, hắn đem một viên bảo châu bỏ vào trong miệng ta, đảm bảo thi thể của ta không thối rữa, vĩnh viễn giữ ở tuổi trẻ mỹ lệ. Thật sự là lắm tiền nhiều của. Viên bảo châu bị đạo mộ tặc lấy đi, ta bị bọn họ khinh nhờn. Trong cơn tức giận, ta đem hai tên đạo mộ tặc giết chết. Ai ngờ ta vừa muốn rời đi, liền gặp một vị đạo sĩ Long Hổ Sơn là thiên sư. Hắn không nghe lời ta giải thích, trực tiếp đem ta bắt đi nhốt ở đây.
ta ở đây tu luyện nghìn năm, tu vi tăng vọt. Vương Quân Diệt nhíu mày, người có thể nói một chút địa phương này là thế nào? Các người không biết sao? Chu Nga Hoàng kinh ngạc. Chúng ta làm sao biết? Vương Quân Diệt cũng nghi ngờ. Chu Nga Hoàng nhẹ giọng, nói như vậy các người không phải là bị Thiên Sư Long Hồ Sơn thu vào đây. Là có ý gì? Tất cả yêu ma quỷ quái ở quanh đây đều bị Thiên Sư Long Hồ Sơn thu vào đây. Nơi đây rốt cục là nơi nào? Vương Quân Diệt cũng lo lắng hỏi. Chu Nga Hoàng chậm rãi, nghe Thiên Sư Long Hồ Sơn nói, đây là một trận pháp của Long Hồ Sơn, là Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận. Đúng, ta còn biết đây là U Minh Sinh Tử Đạo. Chu Nga Hoàng gật đầu, ngươi nói không sai, đây thật sự là U Minh Sinh Tử Đạo, nhưng còn có một cái tên khác là Sơn Hà Đồ. Chương 1095 Sơn Hà Đồ phần 2. Nghe ba chữ này, Vương Quân Diệt cũng trực tiếp cạn lời. Sơn Hà Đồ, tên chính xác là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, vốn là pháp bảo của nữ oa, sau đó ban tặng cho Dương Tiễn để thu phục Mai Sơn Nhất Quái. Ở bên trong này có thiên địa, có thể tẩm bổ thiên nhân, có thể hóa sinh ra vạn vật, là một chí bảo. Sơn Hà Đồ là bản đồ của Hồng Hoang, ghi chép lại nước của Hồng Hoang từ trên núi chảy xuống địa mạch, nội bộ tự có đại thiên hoàn vũ, sơn xuyên hà nhạc, quang thái lục cách, nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy, núi đồi địa mạch. Linh bảo, linh khí vô biên, dựng dục ra hàng tỷ sinh linh, đều tự sinh tự diệt ở bên trong đó. Cái gì cần cũng có, phảng phất trong bản vẽ có một xã tắc chân thực. Thậm chí nếu như thánh nhân tiến nhập vào bên trong, tay không chí bảo, vây khốn mấy trăm năm thì lập tức có thể thoát khốn. Vương Quân Diệt cũng không khỏi cười khổ, ai ngờ Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận, U Minh Sinh Tử Đạo lại là một cái Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Thực sự là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, vậy đám người bọn họ sẽ bị vây chết ở đây. Ngay cả thánh nhân tiến nhập Sơn Hà Đồ, nếu như trong tay không có chí bảo thì cũng sẽ bị vây khốn mấy trăm năm. Tuy Vương Quân Diệt trong tay có Lãnh Hàn Kiếm, nhưng lợi khí bậc này, tu vi của hắn lại quá thấp. Chu Nga Hoàng chớp chớp con mắt nhỏ giọng, người biết lai lịch Sơn Hà Xã Tắc Đồ sao? Trước đây Thiên Sư Long Hồ Sơn đem ta thu vào trong Sơn Hà Đồ, có nói qua vô luận tu vi của ta cao như thế nào cũng không thể ra ngoài. Lúc đầu ta cũng không tin lời hắn nói, sau đó theo thời gian tu vi của ta tăng lên, ta phát giác ra Sơn Hà Đồ này thâm bất khả chắc, cũng không nghĩ đi ra ngoài nữa, ở đây tu luyện. Nghe vậy, Vương Quân Diệt thở dài, ta biết lai lịch của Sơn Hà Đồ. Long Hồ Sơn Thiên Sư kia cũng không có nói dối người, hắn nói không sai, vô luận tu vi của người cao bao nhiêu cũng không thể rời đi. Sơn Hà Đồ này đến cùng là vật gì, tại sao lại lợi hại như vậy? Sơn Hà Đồ, tên là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, là pháp bảo của nữ oa, dù là thánh nhân cũng sẽ bị vây khốn mấy trăm năm, chứ huống chi là chúng ta. Thánh nhân tu vi cao bao nhiêu? Vương Quân Diệt giễu cợt một tiếng, nhẹ giọng, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, là bậc thần tiên như vậy được gọi là thánh nhân đó. Lời này vừa nói ra, Chu Nga Hoàng trực tiếp trợn mắt há mồm, nói không ra lời. Vương Khả Khả kinh ngạc nhìn Vương Quân Diệt, tiểu đệ ngươi nói thật sao? Chị, làm sao mà em gạt chị được? Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Lẽ nào chúng ta cũng bị nhốt trong Sơn Hà Đồ? Vương Quân Diệt không trả lời Vương Khả Khả, dương mắt quét nhìn cảnh vật xung quanh. Sơn Hà Đồ là pháp bảo của nữ oa, hắn không tin lại rơi vào trong tay của Long Hồ Sơn, vì vậy hắn hoài nghi nhét vào Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận Sơn Hà Đồ có thể là một phụ bản của Sơn Hà Đồ thật sự. Sơn Hà Xã Tắc Đồ từ Hồng Hoang, vật nhiều không kể xiết. Tuy nói bọn họ tiến vào gặp phải một ít yêu ma, nhưng yêu vật Hồng Hoang thì thực sự là không thể nào ở trong đây được. Tiểu đệ ngươi đang nghĩ gì vậy? Có phải đang nghĩ biện pháp? Vương Quân Diệt lắc đầu, chị, nếu như thực sự là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, vậy cha chúng ta mang theo Lãnh Hàn Kiếm, chỉ sợ
cũng phải mất mấy năm mới ra ngoài được đó. Nghe như vậy, Vương Khả Khả hai mắt mê man. Bằng vào bản lĩnh của lão cha bọn họ, rời khỏi nơi này mất mấy năm, mà bọn họ thì sao? Có lẽ phải đến nghìn năm, vạn năm, khi đó mọi thứ đã quá thay đổi. Nhìn thấy dáng dấp của Vương Quân Diệt, lập tức mọi người nói: "Chị, trước hết đừng thương tâm, nghe em nói hết đã. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Chúng ta chờ chết hay không? Chị, nếu như cha mà thấy người buồn bã như vậy á, sẽ rất tức giận. Như đã ở đây rồi, chị sợ là cũng không gặp được cha nữa." "Chưa chắc." "Ngươi có ý gì?" Vương Khả Khả hai mắt lóe lên có chút kích động nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt bình phục lại tâm tình: "Theo như em đoán, U Minh sinh tử đạo chưa chắc đã là Sơn Hà xã tắc đồ thật sự. Đây chỉ là một phụ bản, thậm chí U Minh sinh tử đạo chỉ là dựa theo Sơn Hà xã tắc đồ mà tạo ra." "Thật sao?" "Đúng vậy đó." Vương Quân Diệt gật đầu. "Chị nghĩ xem, Sơn Hà xã tốc độ thật sự giam giữ rất nhiều hồng hoang yêu thú. Từ lúc em thi pháp phá hỏng huyễn tượng, chẳng qua chúng ta cũng chỉ gặp phải vài yêu thú vớ vẩn. Dù là tiểu mật phong cũng là hiếm thấy, nhưng cũng không có lợi hại mấy. Ở trong dòng suối nhỏ của Mãng Xà thì lại càng yếu kém." Nói đến đây, Vương Quân Diệt dừng lại, chỉ vào Chu Nga Hoàng: "Theo như em được biết, Sơn Hà xã tắc đồ thật sự chưa từng có yêu ma quỷ quái cấp bậc này, có chăng chỉ là những hồng hoang yêu thú." Nghe vậy, Vương Khả Khả nhẹ nhàng thở một hơi, nói với Vương Quân Diệt: "Nàng 100% tin tưởng, cho tới bây giờ không hoài nghi. Nếu như Vương Quân Diệt đã nói như vậy, chứng minh bọn họ vẫn có thể đi ra ngoài." Rồi hỏi tiếp: "Tiểu đệ ngươi có cách nào đi ra ngoài không?" "Có." "Cách gì vậy?" Vương Khả Khả cấp thiết hỏi. "Tìm được sư huynh và bảo thúc, để cho bọn họ lấy lực lượng của lãnh hàn kiếm phá vỡ U Minh sinh tử đạo." Vương Khả Khả quan sát xung quanh, bất đắc dĩ nói: "Địa phương rộng như vậy, chúng ta làm sao mà tìm được bọn họ? Nếu như tìm được nửa năm, một năm, coi như chúng ta không chết, thì những người kia có khi cũng chết." "Ai, đây cũng là một cách mà em đang suy nghĩ đây." Vương Quân Diệt thở dài: "Ta có cách tìm những người khác." Hai chị em quay đầu nhìn Chu Nga Hoàng: "Ngươi có biện pháp?" "Có. Ta lúc đầu đi vào đây tu vi không cao, bị một quỷ vương ở đây bắt lại làm áp trại phu nhân của hắn. Ta nằm gai nếm mật, cuối cùng giết hắn tự lập vương." "Nói như vậy, những thủ hạ này đều là yêu ma quỷ quái trước đây?" "Là như vậy." Vương Quân Diệt gật đầu, nhìn về phía 8 đạo thân ảnh ở trước bia mộ. Có 4 đạo thân ảnh là mặc đồ cưới. Trong lòng nghi ngờ, liền hỏi: "Các nàng tại sao lại mặc đồ cô dâu?" Chu Nga Hoàng thở dài: "Quỷ vương bị ta giết chết, lúc còn sống là một sơn trại đại vương, thích cường đoạt những tân nương tử làm áp trại phu nhân. Các nàng đều là bị bắt lên núi." "Vậy là các nàng đã chết?" "Ta đây không rõ, từ sau khi ta vào đây đã thành bộ dáng như vậy. Có đôi khi ta cũng hỏi chân tướng, nhưng bọn họ không nhớ gì cả." "Được rồi, ngươi nói một chút đi, làm sao có biện pháp để tìm được những người khác?" Vương Khả Khả hỏi. Chu Nga Hoàng trong mắt nhất chuyển: "Có biện pháp, chẳng qua ta có một điều kiện. Các người nếu như không đáp ứng, ta cho dù hồn phi phách tán cũng không nói." "Điều kiện gì?" Vương Quân Diệt nhướng mày: "Mang theo ta cùng rời khỏi đây, ta muốn đi địa phủ tìm phu quân." "Được, ta đồng ý." Vương Quân Diệt cũng không nghĩ ngợi mà đáp ứng. Chuyện này đối với hắn nói một chút cũng không có gì là lỗ, thậm chí còn có chỗ tốt. U Minh sinh tử đạo rất nhiều quỷ vật, nếu như toàn bộ đi đầu thai là một đại công đức, nó không chừng tu vi còn có thể đột phá, đạt được ước mơ của hắn là dẫm chân vào thánh vị. Hắn thoải mái đồng ý, thật ra làm cho Chu Nga Hoàng cũng kinh ngạc: "Ngươi không suy nghĩ thêm sao?" "Không cần suy nghĩ." "Hy vọng ngươi đừng có lừa gạt ta, bằng không ta dù chết cũng sẽ để cho ngươi đệm lưng đâu." Chu Nga Hoàng trịnh trọng nói: "Ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ nói hai lời." "Tốt nhất là nên như vậy." Chương 1096: Quỷ dị xà.
Phần 1. Nói xong, Chu Nga Hoàng nhẹ giọng: "Hiện tại hẳn là đem ta cứu ra." Vương Quân Diệt gật đầu, sau đó nhìn Vương Khả Khả: "Chỉ lùi lại một chút." Vương Khả Khả chụt lùi lại chừng 10 thước. Vương Quân Diệt hoành ngang lãnh hàn kiếm cắt bàn tay của mình, tiên huyết nhỏ xuống, sắc mặt hắn hơi lộ ra tái nhợt. Hắn hít sâu, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng bổ xuống mặt đất. Kiếm khí sắc bén bổ xuống đất, xuất ra một cái khe hở như mạng nhện, rất nhanh lan tràn. Chu Nga Hoàng như lâm đại địch, thần sắc khẩn trương. Vương Quân Diệt rút lãnh hàn kiếm, chân đặt thất tinh bộ lui lại 10 bước, rung cổ tay. Lãnh hàn kiếm chém xuống đất, mặt đất rung động. Bị lãnh hàn kiếm chém vào, Chu Nga Hoàng văng ra. Nàng thời điểm xuất hiện, lãnh hàn kiếm rung lên nhẹ nhẹ, ra một tiếng ngâm khẽ. Vương Quân Diệt đưa tay vuốt lãnh hàn kiếm để trấn an nó. Hai tay của Chu Nga Hoàng lúc đầu bị lãnh hàn kiếm chặt đứt, nhưng khi nàng từ dưới đất chui lên, hai cánh tay lại hoàn hảo không có tổn hại. Vương Quân Diệt nhíu mày. Đối với Chu Nga Hoàng, hắn cũng không quá tin tưởng. Một kẻ ở U Minh sinh tử đạo trà trộn nghìn năm, nếu như không có tư tâm, hắn không tin. Vì vậy phải đề phòng nàng một chút, miễn cho nàng ở sau lưng giở ám chiêu. Chu Nga Hoàng vẫy vẫy tay, một bộ biểu tình không có thói quen. Ê, cương thi mọc tay chính là vẫn không bằng linh hoạt bằng cái tay đã dùng hơn ngàn năm. Tay của ngươi tại sao lại mọc ra? Vương Quân Diệt trầm ngâm, nghi ngờ ở trong lòng. Là bí mật của ta. Chu Nga Hoàng xinh đẹp cười nói. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cũng mỉm cười, không hỏi. Tâm lý đối với Chu Nga Hoàng càng hoài nghi. Chu Nga Hoàng lắc mông đi tới bên cạnh hắn, cánh tay không chút khách khí khoác lên bả vai của hắn. Vương Quân Diệt chấn động gạt tay của nàng, trầm giọng: "Xin giữ thân thể một chút đi." "Ta chỉ là muốn gắn kết tình cảm giữa chúng ta mà thôi." Vương Quân Diệt hừ lạnh: "Ngươi nhớ, giữa chúng ta không có cảm tình gì cả. Chúng ta bất quá chỉ là một vụ giao dịch. Ngươi chỉ cho chúng ta đi tìm những người khác, chúng ta đưa ngươi rời khỏi U Minh sinh tử đạo." Lại là một đạo sĩ không hiểu phong tình mà. Ngươi bớt nói nhảm đi, đưa chúng ta đi tìm những người khác mau lên. Nếu không tìm được, ngươi chuẩn bị hồn phi phách tán là vừa. Chu Nga Hoàng tà mị cười: "Tiểu đạo sĩ, sao lại cứ thích mở to con mắt nói mò vậy? Ta hiện tại cũng từ dưới đất lên, ngươi cảm giác mình có thể thắng được ta sao?" Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cười nhạt: "Ý của ngươi là muốn thử một chút?" Vương Quân Diệt trong tay cầm lãnh hàn kiếm. Chu Nga Hoàng thần tình có chút sợ nhìn lãnh hàn kiếm, sau đó thu mắt lại, đưa bước chân tới cửa sơn cốc. Nàng đi được mấy bước, tám đạo thân ảnh ở bia mộ nghiêng đầu nhìn nàng. Chu Nga Hoàng dừng bước nhìn bọn họ, sau đó âm thanh cầu xin Vương Quân Diệt: "Tiểu thiên sư, chúng ta mang theo bọn họ, trên đường đi cũng có chiếu ứng. Bọn họ sinh tiền là người cơ khổ, chết cũng không được tử tế. Ta hy vọng mang theo bọn họ rồi cùng rời khỏi U Minh sinh tử đạo, giúp cho bọn họ tìm nơi tốt." "Không được." Vương Quân Diệt lắc đầu. "Tiểu thiên sư." Vương Quân Diệt thân thể cũng như bị điện giật run rẩy, bị bộ dáng của Chu Nga Hoàng kích động, nghe thật sự là quá ác tâm. Hắn đời này ngoại trừ yêu ma quỷ quái, hận nhất chính là cùng những người không nghiêm túc nói chuyện. "Tiểu thiên sư à." Chu Nga Hoàng càng ngày càng được nước, muốn tiến tới kéo tay của Vương Quân Diệt. Bộ ngực cao chót vót đầy áp ngồn ngộn tì vào cánh tay của hắn. Đây chính là làm cho Vương Quân Diệt trong lòng: "Ai, thôi được rồi, mang bọn họ đi. Chẳng qua người quản lý bọn họ tốt vào đó. Nếu như dám làm sằng bậy, cẩn thận lãnh hàn kiếm trong tay ta." Chu Nga Hoàng mừng rỡ cười, sau đó hôn nhẹ lên gương mặt của Vương Quân Diệt một cái. "Đà tạ tiểu thiên sư." Vương Quân Diệt sửng sốt: "Còn mẹ nó chứ, bị một nữ cương thi chiếm tiện nghi mà." Chu Nga Hoàng không hề để ý, phất tay về phía sau. Bốn đôi nam nữ nhìn nhau, thân hình thoát một cái đi tới trước mặt của nàng. Chu Nga Hoàng nhìn bọn họ: "Tất cả những gì tiểu thiên sư vừa nói, các người phải nhớ kỹ, đừng có làm sằng bậy. Nếu không hồn phi phách tán, ta cũng mặc kệ đó." "Dạ vâng." "Đi thôi, chúng ta tìm đường ra ngoài."
Chu Nga Hoàng đi trước dẫn đường, Vương Quân Diệt đi ở giữa, bốn đôi nam nữ đi đằng sau. Vương Khả Khả đôi mày to cau lại, nhìn chằm chằm lưng của Chu Nga Hoàng một hồi lâu, sau đó nói nhỏ: "Tiểu đệ, ngươi thật sự tin lời nàng sao?" Vương Quân Diệt không có trả lời, mỉm cười: Chị nghĩ rằng em sẽ tin lời nàng nói sao?" Nghe vậy, Vương Khả Khả cũng tự nhiên cười nói, nàng cũng hiểu ý của Vương Quân Diệt. Ra khỏi sơn cốc, Chu Nga Hoàng phân biệt trái phải một chút, sau đó đi lên phía trái. Vương Quân Diệt cũng học theo bộ dáng của nàng, nhìn lại cũng không có gì thay đổi. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm Chu Nga Hoàng, sau đó đi theo bước chân của nàng. Đi chừng nửa giờ, Chu Nga Hoàng mang bọn họ tới một sơn động. Vương Quân Diệt cau mày: "Người dẫn chúng ta tới đây làm gì?" "Để xem cuộc vui đó." Chu Nga Hoàng xinh đẹp nói: "Xem cuộc vui?" Lông mày của Vương Quân Diệt cau lại, không hiểu lời nàng có ý gì. Chu Nga Hoàng cười tà mị: "Ngươi đi theo vào thì biết." "Ta tại sao phải đi theo ngươi vào?" Chu Nga Hoàng lời nói không rõ. "Tiểu thiên sư, người không tin ta sao?" "Làm sao để ta tin ngươi?" Vương Quân Diệt cũng phản vấn. "Đó là sự tình của người, ta nói thật cho người biết, ở trong sơn động này cất giấu ba người lạ, ta cố tình đưa ngươi đi cứu bọn họ. Nếu như qua tối nay, bọn họ sẽ trở thành một đống bạch cốt." "Là có ý gì?" "Trong sơn động này là địa bàn của một con rắn, gần trong thời gian này đại xà chuẩn bị độ kiếp. Nếu như tính toán, đêm nay đại xà sẽ trở về." Nghe vậy, trong lòng của Vương Quân Diệt có điểm tin tưởng. Chu Nga Hoàng liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc eo thon đi vào trong sơn động. Vương Quân Diệt do dự trong lòng, sau đó nghiến răng trợ dậm chân một cái theo sau. Đi vào trong sơn động chừng 10 thước, xác thực là ngửi được mùi hôi thối cùng với tức giận nhàn nhạt, tâm lý không khỏi có chút buông lỏng. Chu Nga Hoàng không có lừa mình. Ở sâu thăm thẳm trong sơn động, đi vài trăm thước, Chu Nga Hoàng đột nhiên dừng lại, chân mày nhíu lại lẩm bẩm: "Đại xà đã về." Vương Quân Diệt cũng đi tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng: "Sao vậy?" "Ta cảm giác hình như đại xà đã quay lại." "Làm sao mà biết?" Chu Nga Hoàng chỉ vào trong lòng đất. Vương Quân Diệt cũng lấy ra một đạo linh phù, chậm rãi ngồi xổm người, định thần nhìn lại. Ở trên mặt đất còn có vảy của đại xà. Tự tay sờ sờ lớp da rắn, kinh ngạc phát hiện da rắn vẫn còn ấm. Tâm lý không khỏi lo lắng, đại xà quay về, ba người trốn trong sơn động còn có thể sống hay sao? Đứng dậy, nói với Chu Nga Hoàng: "Tăng tốc." "Không còn xa, chỉ độ vài trăm mét." Chu Nga Hoàng nói một câu, sau đó phe phẩy cái mông căng đét đi vào. Đi được mấy chục thước nàng lại dừng lại. Vương Quân Diệt cũng dừng bước chân, vảnh tai lắng nghe động tĩnh. Ở sâu trong sơn động có tiếng thở gấp, dường như còn có tiếng hét chói tai của nữ nhân. Nhận thấy được động tĩnh này, Vương Quân Diệt chân đạp thất tinh bộ, hướng về chỗ sâu trong sơn động phóng tới. Chu Nga Hoàng muốn kéo hắn, Vương Quân Diệt vẫn lóe lên mà vào. Chu Nga Hoàng thở dài, lộ ra bất đắc dĩ: "Thực sự là một tiểu thiên sư không biết nói gì nữa." Chương 1097 Quỷ Dị Xà phần 2. Nghe vậy, chân mày của Vương Khả Khả cao lại: "Ở bên trong chuyện gì? Ngươi tại sao lại không muốn cho tiểu đệ đi vào?" Chu Nga Hoàng buông tay: "Chờ một chút, rồi cái gì ngươi cũng biết." Vương Khả Khả bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng thật khó là giao lưu. Thảo nào mỗi lần Vương Quân Diệt nói với nàng đều vẻ cực kỳ sốt ruột. Vương Quân Diệt men theo âm thanh đi tới sâu trong sơn động, bước chân nhẹ nhàng dựa vào trên vách đá, cẩn thận từng ly từng tí, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Khi hắn thấy tình huống ở bên trong, đầu tiên là sững sờ, sau đó khuôn mặt đỏ lên. Ở bên trong, trên mặt đất có mấy tấm da thú, trên da thú có ba người. Lúc này có hai người đang làm chuyện không thích hợp cho thiếu nhi xem. Một người đàn ông nằm ở trên da thú, ở trên bụng của hắn có một nữ tử vóc dáng cũng rất đẹp, đang lắc lư, hai tay xoa xoa trước ngực, đầy vẻ hưởng thụ. Một người đàn ông ngồi xếp bằng ở đối diện hai người này, có thú vị nhìn phát sinh một màn trước mắt. Nam tử này, ở trên trán có ba mảnh u lam,
hình cái vảy, một đôi mắt hình tam giác, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta run sợ. Hai người đang làm chuyện người lớn kia, nam tử thì đang rất hưởng thụ, còn cô gái thì lại run sợ. Hai tay của hắn đặt ở bên hông nữ tử, tựa hồ như đang vuốt ve. Kỳ thực tay của hắn không ngừng dùng sức muốn đẩy nữ tử ra, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào cũng không đẩy được nữ tử ở trên. Nữ tử vẫn ra sức vô cùng ăn ý, trên mặt của nam tử đỏ lên, trong miệng hô: bỏ qua cho ta đi, tiếp tục như vậy ta sẽ chết đó. Vương Quân Diệt nhìn một hồi, thích ứng một chút, một loạt hình ảnh nồng nhiệt trước mặt. Thảo nào Chu Nga Hoàng nói đến xem cuộc vui, chỉ là bất quá trò trước mắt nó quá là chất. Tốc độ của nữ tử rõ ràng nhanh hơn, trong miệng của nam tử phát sinh ra tiếng kêu oai oái. Trong lúc bất chợt, âm thanh của nữ tử kêu rên, nam tử thân thể mềm nhũn nằm trên miếng da thú, miệng thở hổn hển. Đúng lúc này, nhục thân của nam tử héo rút, trong nháy mắt biến thành một cỗ da bọc xương. Trong miệng của nữ tử phát sinh tiếng kêu bén nhọn chói tai, hai tay tùy tiện nắm ở trên người tựa hồ vô cùng khó chịu. Vương Quân Diệt cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày sau mới khôi phục lại tinh thần, cau mày thấp giọng lẩm bẩm: âm dương giao hợp, hối âm hấp dương, thủ pháp thật tà ác đó. Một màn trước mắt là một loại thủ pháp cực kỳ tà ác. Ở trên người cô gái này đụng tay đụng chân, lợi dụng nam nữ âm dương, hấp thu hết toàn bộ một thân tinh huyết của nam tử. Ở trong máu của nam nhân mang theo trùng dương khí, tính yêu vật thuần âm, không dám trực tiếp thôn phệ, cho nên nữ tử phải lợi dụng cách này để hút tinh huyết của nam tử. Tinh huyết của nam tử vào trong cơ thể của nữ tử, sau đó sẽ lấy khí âm đổ vào để trung hòa. Yêu vật cùng nữ tử tiến hành âm dương giao hợp, từ trong cơ thể của nữ tử hút đi tinh huyết. Nếu như nữ tử vô dụng, một thân tinh huyết của nàng cũng sẽ bị hút đi. Vương Quân Diệt quan sát tỉ mỉ tràng cảnh trước mắt, ánh mắt nhìn vào một góc, ở đây có mấy cỗ thi thể đã khô héo. Nói như vậy, ba người trong miệng Chu Nga Hoàng nói đang ngồi xếp bằng xem cuộc vui chính là động chủ ở đây, là xà yêu. Nữ tử toàn thân bị lột ra, không còn một khối da nào, tiên huyết nhuộm đỏ thân thể của nàng, làm cho nàng lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết. Vương Quân Diệt không nhịn được lắc đầu, lúc này hắn cũng không dự định lộ diện. Trong giờ khắc này, trong thân thể của nữ tử là tinh huyết của hai người, thân thể của nàng không chịu nổi, nếu như không bỏ đi một chút tinh huyết, không bao lâu nàng sẽ nổ tung. Trong đầu tưởng tượng một chút, cảm thấy thật sự là ác độc. Nữ tử thống khổ kêu khóc, ngồi xếp xà yêu ngồi xếp bằng trên tấm da thú, còn người lạnh lùng xẹt qua cái lưỡi thè lè hít hà. Qua một hai phút, hắn cảm thấy thời gian đã đến, đứng dậy đi tới bên người nữ tử kia, cởi y phục của mình nhào tới trên người cô gái. Vương Quân Diệt cười lạnh: chờ ngươi thời điểm đang thoải mái ta sẽ xuất thủ, đến lúc đó ngươi cũng không có trốn được. Xà yêu ở trên người cô gái bắt đầu tiến hành động tác húc qua húc lại, nữ tử hai mắt bắt đầu tan rã, hoàn toàn thất thần. Trong lúc bất chợt, trong miệng nữ tử kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay quờ quạng, thân thể giằng co, thân thể của nàng cũng từ từ héo rút. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt nín thở ngưng thần, nắm chặt lãnh hàn kiếm. Xà yêu đang hút tinh huyết trên người của nàng, nữ tử một thân tinh huyết từ từ không ngừng bị xà yêu hút đi. Nàng càng lúc càng suy yếu, cuối cùng mất đi khí lực, tê liệt ngã xuống tấm da thú. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Quân Diệt vẫn đang đợi thời cơ. Tiếng thở dốc của xà yêu càng lúc càng mạnh, còn thèm kèm theo cả tiếng kêu rên sảng khoái. Đúng lúc này, nữ tử tốc độ héo rũ của cơ thể đột nhiên nhanh hơn. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cũng thầm nghĩ, thời cơ đã đến. Lập tức lắc mình, rung cổ tay, lãnh hàn kiếm bén nhọn phóng ra. Xà yêu quay đầu nhìn, sắc mặt đại biến. Xà yêu lập tức lăn ra đến góc tường, hai tay đưa nữ tử ném về phía Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nghiêng người né tránh, nữ tử ngã xuống mặt đất không động đậy. Vương Quân Diệt vung lãnh hàn kiếm hướng xà yêu chém tới.
Xà yêu âm lãnh cười, cả người bốc lên yêu vụ nhàn nhạt. Vương Quân Diệt không cẩn thận hút vào một ít, trong nháy mắt cảm giác sắc mặt nóng bừng lên, cả người không được tự nhiên, trong lòng không khỏi hoảng hốt là hợp hoàn tán. Linh lực chạy quanh kinh mạch một vòng, khu trừ hợp hoàn tán, cánh tay vung lên, lãnh hàn kiếm đảo qua. Ở trong không khí, toàn bộ là hợp hoàn tán đang bay lượn, tập trung nhìn vào, xà yêu không từ lúc biết từ bao giờ đã hiện ra nguyên hình, là một con nhãn rắn nhỏ. Trên thân là màu vàng rực rỡ, làm cho người ta có cảm giác hỗn loạn. Loại xà vương quân này ở trong ghi chép của Mao Sơn cũng có đọc thấy, ở thời cổ đại liền tồn tại. Hắn nghĩ một lát, thực sự không nghĩ ra đây không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Con tiểu xà hướng về Vương Quân Diệt thè thè cái lưỡi. Vương Quân Diệt tiến lên một bước, rút ra lãnh hàn kiếm, kiếm quang gào thét. Xà yêu lập tức tốc độ nhanh khiến cho người ta líu lưỡi, tránh xa khỏi kiếm quang của lãnh hàn kiếm. Kiếm quang bổ vào vách đá trực tiếp thành một cái vết rách. Bên ngoài tia sáng chiếu vào bên trong, xà yêu nhìn một cái lại trở lại vị trí cũ, từ trong khe hở trôi ra. Nhãn thần của Vương Quân Diệt phát lạnh, lấy ra tam tiền bảo mạng dính vào hai bên khe hở, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, tạo thành một kết giới ngăn trở xà yêu. Hắn lập tức lóe lên đi đến trước mặt xà yêu, lãnh hàn kiếm lại bổ xuống. Trảm yêu thuật. Hắn biết tốc độ của xà yêu rất nhanh, sau khi đã ăn thua thiệt, đã rút kinh nghiệm, hai tay đã chuẩn bị. Tay phải nắm chỉ quyết, cùng lãnh hàn kiếm vung chém xuống. Xà yêu tách ra tránh ra khỏi lãnh hàn kiếm, lại không thể tránh thoát khỏi kiếm chỉ, trực tiếp bị chém đứt đôi. Xà yêu lè lưỡi, một đôi mắt rắn tàn bạo chừng nhìn Vương Quân Diệt, sau đó lắc mình một cái, đem cái đuôi của mình nuốt vào trong bụng. Cửu Châu Tri Đỉnh, Chấn Tả Ma, Thái Ất Tam Thanh, Buộc Tên Linh Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Vương Quân Diệt lấy ra một đạo linh phù dán lên thân của lãnh hàn kiếm, một tay bấm chỉ quyết, dựa theo bảy tấc của xà yêu mà bổ xuống. Lúc này hắn cảm thấy ở đây thật là quỷ dị, ở địa phương này xuất hiện những thứ mà hắn không tưởng tượng nổi. Hết chương 1097. Hết tập 168. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.